Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay clip này sẽ có các thông tin tổng hợp sau. Bàn giao 2.600 ha đất sạch để phục vụ sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai chính thức vượt kế hoạch đề ra. Tiến độ ra mặt bằng đạt hơn nửa chặng đường. Không để nước đến chân mới nhảy, Đồng Nai kiến nghị cần sớm xây dựng hai đường kết nối sân bay Long Thành. Khó cũng phải làm, 5 tuyến đường trên cao ở thành phố Hồ Chí Minh lao đao suốt 15 năm vẫn không nhúc nhích. Thông tin chi tiết. Theo cam kết trước đó với chính phủ, trong tháng 10 năm 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao 1.180 ha đất sạch của giai đoạn 1 để khởi công dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 10, Đồng Nai đã vượt kế hoạch tổ chức thành công lễ bàn giao gần 2.600 ha cho Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.589 ha đất cho Bộ Giao thông Vận tải. Trong số diện tích này, có 1.810 ha là khu vực ưu tiên mà Đồng Nai cam kết trước Thủ tướng Chính phủ thì đã bàn giao đúng hạn để khởi công dự án sân bay. Số diện tích bàn giao đã vượt xa con số mà Đồng Nai đã cam kết chưa đầy 2 năm. Việc giải phóng mặt bằng để bàn giao đúng thời hạn cho giai đoạn 1 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai dự án. Phần diện tích đất còn lại trong tổng số 5.000 ha làm sân bay. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm đếm và sẽ tiếp tục áp giá, lập phương án phê duyệt, đền bù giải tỏa. Mục tiêu đến quý 2 năm 2021 sẽ bàn giao đầy đủ phần diện tích đất còn lại này cho toàn bộ dự án. Công tác giải phóng mặt bằng, khu vực ưu tiên 1.810 ha đã cơ bản hoàn thành. Các bước sẽ thực hiện tiếp theo là Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo cảng vụ hàng không lập thủ tục xin giao đất. Sau khi có quyết định giao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cảng vụ hàng không sẽ giao hoặc cho thuê để các chủ đầu tư triển khai thi công công trình. Một điều vô cùng quan trọng, sau khi nhận bàn giao đất, cảng vụ hàng không sẽ thực hiện xây dựng ngay hàng rào bao quanh sân bay, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép để quản lý mặt bằng được giao. Thực tế, tại nhiều sân bay ở nước ta cho thấy, tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong vùng dự án sân bay diễn ra rất phức tạp. Điển hình là xử lý và thu hồi vụ lấn chiếm đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm vừa qua đã cho một bài học rất đắt giá. Dự án sân bay quốc tế Long Thành có với diện tích đất khoảng 5.000 ha là một dự án trọng điểm quốc gia, được thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2015. Được quy hoạch theo 3 giai đoạn đầu tư xây dựng đến năm 2040, quy mô gồm 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ, đảm bảo công suất phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng. Xây dựng sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Trong thời gian tới, giai đoạn 1 dự kiến sẽ sớm khởi công vào quý 1 năm 2021. Quy mô giai đoạn này là xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách một năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm, và chậm nhất năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 109.112 tỷ đồng, tương đương 4,67 tỷ USD. Việc giai đoạn 1 sân bay Long Thành chuẩn bị được khởi công xây dựng. Do đó, một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng các tuyến đường để phục vụ thi công dự án, chứ không thể đợi xây sân bay Long Thành xong mới làm đường kết nối. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai các thủ tục để xây dựng các tuyến đường này lại đang gặp nhiều vướng mắc. Đầu tháng 10, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai vừa kiến nghị Thủ tướng xin làm chủ đầu tư xây dựng hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có tổng chiều dài hơn 7 km với tổng kinh phí hơn 4.800 tỷ đồng. Cụ thể, tuyến đường số 1 dài 3,8 km với quy mô 6 làn xe từ quốc lộ 51 vào đến sân bay Long Thành, và tuyến số 2 dài 3,5 km với 4 làn xe kết nối từ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào tuyến số 1 chạy song song với quốc lộ 51. Đoạn hai tuyến được đánh dấu màu đỏ. Trong báo cáo nghiên cứu khả thi, tuyến số 1 với quy mô 8 làn xe chính và 6 làn đô thị song hành, rộng 85 đến 120 m, đây sẽ là đường chính để ra vào thi công giai đoạn đầu của dự án sân bay Long Thành. Để thực hiện hai tuyến đường này, Đồng Nai sẽ phải thu hồi đất đền bù, hỗ trợ tái định cư với diện tích khoảng 136 ha. Hiện địa phương đã chủ động cắm mốc ranh giới, đưa vào kế hoạch sử dụng đất đối với hai tuyến đường này. Theo Ủy ban Nhân dân Đồng Nai, dự án xây sân bay Long Thành hiện chưa được phê duyệt nên hai tuyến đường kết nối cũng chưa có chủ đầu tư, chưa có nguồn vốn để xây dựng. Ngoài ra, tỉnh cũng chưa thể ban hành quyết định thu hồi đất đối với hai tuyến đường này. Cũng đóng vai trò kết nối sân bay Long Thành với các tuyến giao thông đối ngoại, còn có hai tuyến đường tỉnh 25B và 25C. Đây là hai tuyến đường vừa đóng vai trò trục chính của đô thị Long Thành, Nhơn Trạch, vừa đóng vai trò kết nối giao thông cho sân bay Long Thành.
Hiện nay tuyến đường 25B đã được Đồng Nai đầu tư mở rộng với quy mô nền đường rộng 9m. Riêng tuyến đường 25C có chiều dài toàn tuyến khoảng 14,5 km. Hiện nay cũng đã được đầu tư xây dựng 11 km cuối tuyến. Còn lại hơn 3 km ở đầu tuyến nối với quốc lộ 51 sẽ được đầu tư xây dựng trong thời gian tới với bề rộng lên đến 100m. Kết nối giao thông liên vùng với sân bay Long Thành sẽ là hai tuyến đường vành đai 3 và 4. Trong đó, đường vành đai 4 là tuyến đường kết nối chính sân bay với các địa phương gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Riêng với hệ thống đường cao tốc, theo quy hoạch sẽ có 5 tuyến cao tốc đi qua, đều có mốc hoàn thành và đưa vào sử dụng vào 2025. Gồm cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dài 55 km đã đưa vào khai thác với quy mô 4 làn xe và sẽ mở rộng lên 10 làn xe. Và cao tốc thứ hai là Dầu Dây Liên Khương Đà Lạt, dài hơn 200 km, dự kiến khởi công quý 3 năm 2022, có tổng vốn đầu tư 65.000 tỷ đồng, có 4 làn xe, tốc độ lên đến 100 km/h. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, dài 99 km, đã khởi công từ ngày 30 tháng 9, có vốn đầu tư 12.570 tỷ đồng, tốc độ 120 km/h. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dài 77,8 km, đang thực hiện các bước đầu tư. Cao tốc Bến Lức Long Thành, dài 47 km, 6 làn xe, tốc độ 100 km/h, đang được triển khai xây dựng, đã khởi công từ 2014, nhưng đến nay chỉ đạt 80% khối lượng do thiếu vốn và vướng mặt bằng. Ngoài đường bộ và 5 tuyến đường cao tốc để đảm bảo kết nối giao thông cho sân bay Long Thành, theo quy hoạch sẽ có 2 tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng gồm một tuyến đường sắt tốc độ cao và một tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành, dài 35,1 km, kết nối trực tiếp đến nhà ga. Cả hai đều được thiết kế chạy ngầm vào đường trục trung tâm của sân bay Long Thành. Đầu tư xây dựng các tuyến đường trên cao được xem là một trong những giải pháp để góp phần giải quyết nạn kẹt xe. Dù đã được quy hoạch và triển khai nghiên cứu cách đây hơn chục năm, nhưng đến nay, thành phố vẫn chưa khởi công được tuyến đường trên cao nào. Sau 15 năm, hồ sơ nằm trên giấy, các tuyến đường trên cao đã chính thức có mặt trong danh sách các dự án cần ưu tiên thực hiện của giai đoạn 2021 đến 2025 của thành phố. Theo quy hoạch, thành phố sẽ có 5 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài 70,7 km, quy mô 4 làn xe. Trong đó, mục tiêu đặt ra là đến năm 2020 phải xây dựng được ít nhất 1 đến 2 tuyến đường trên cao. Ấy vậy mà đến nay đã bước sang quý 4 năm 2020, mục tiêu đó vẫn chỉ là con số không to tướng. Trong số 5 tuyến đường trên cao được quy hoạch, tuyến trên cao số 1 được xác định ưu tiên hàng đầu, cần xây dựng ngay nhằm giải quyết điểm nóng kẹt xe tại khu vực cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cách đây khoảng 13 năm, vào tháng 12 năm 2007, tuyến trên cao số 1 đã được nhà đầu tư GSENC của Hàn Quốc đã tham gia nghiên cứu và đề xuất đầu tư theo hình thức BOT. Theo tính toán ban đầu, dự án này dài 9,5 km, 4 làn xe, tổng số vốn khoảng 340 triệu USD. Thế nhưng đến đầu năm 2009, do điều kiện kinh tế không thuận lợi và để dồn lực cho dự án khác, nên nhà đầu tư này thông báo không tiếp tục dự án. Mãi đến năm 2017, công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tham gia đề xuất làm tuyến đường trên cao số 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 21.500 tỷ đồng, trong đó vốn đền bù giải tỏa khoảng 10.000 tỷ đồng và rồi dự án cũng bất động. Rồi tình trạng bất động cũng xảy ra với các tuyến số 2, số 3, số 4 và tuyến số 5. Có một thực tế đáng buồn là các nhà đầu tư sau khi được giao nghiên cứu 5 tuyến đường trên cao, nhưng sau đó vì nhiều lý do đều đã không đi đến kết quả cuối cùng. Và sau gần 13 năm nghiên cứu, đến nay, tất cả 5 tuyến đường trên cao của thành phố Hồ Chí Minh đều còn nằm trên giấy. Dù không nói ra, song có một nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sau khi tham gia đề xuất dự án rồi ra đi không trở lại, do đa phần nguồn vốn đầu tư các dự án đường trên cao khá lớn, trong khi phương án thu hoàn vốn không khả thi. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận nghiên cứu chủ trương đầu tư 55 dự án về hạ tầng giao thông trong năm 2021. Hàng loạt dự án như đường trên cao, các tuyến quốc lộ, khép kín vành đai 2 được đề xuất làm ngay. Trong đó, chú trọng xây dựng hai tuyến đường trên cao bao gồm tuyến số 1 từ Cộng Hòa, Lăng Cha Cả, Điện Biên Phủ đến cầu Thủ Thiêm 1, dài khoảng 9,5 km. Việc xây dựng tuyến đường trên cao số 1 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các tuyến đường nội thành, đặc biệt giải quyết áp lực giao thông cho cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến trên cao số 5 dài khoảng 3-4 km. Tổng mức đầu tư dự toán khoảng 32.900 tỷ đồng, với quy mô 4 làn xe, chủ yếu đi trên quốc lộ 1. Tuyến đường này được chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1, đầu tư đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao thông An Sương dài 21,5 km. Giai đoạn 2, từ năm 2025 đến 2030, đầu tư đoạn từ nút giao An Sương đến nút giao An Lạc.
Như vậy, người dân thành phố Hồ Chí Minh phải đợi thêm ít nhất từ 5 đến 10 năm nữa mới có thể thấy được hình hài của các tuyến đường trên cao.